nay mình sẽ chia sẻ món cá chiên giòn nhé, tẩm bột chiên giòn. Ở đây là có cái phần này, cá này, đây là cá trắng này, mình mua lửa con, phần đuôi nó không có cái đầu. Và bây giờ mình sẽ cắt ra. Cắt ra, người ta lọc thịt hộ rồi, bây giờ mình cắt ra để mình thái thành miếng nhỏ. Và trước khi cắt như này thì cá này mình đã mang mình rửa với muối và gừng rồi để cho nó hết mùi tanh rồi. Và bây giờ mình sẽ cắt cá ra. Cắt cá ra để chiên giòn thì chúng ta, vì cái mình thịt cá này nó to cho nên mình chỉ cắt, không cần phải cắt vát thì cái mình nó vẫn to. Thì miếng cá nó vẫn to, mình cắt mỏng thôi nhé, để khi chiên ấy, nó giòn và nó không có xương nhỏ. Đây, cắt một khoảng 0,5 cm, nhưng không mỏng quá nhé. Cắt xong rồi các bạn cho vào cái âu này. Cắt xong mình sẽ cho vào cái âu để mình ướp gia vị rồi tẩm bột chiên giòn. Các bạn có thể chiên sơ hoặc cất vào ngăn đá, hôm nào ăn này các bạn ấy dã đông các bạn chiên lại. Thì dịch là chúng ta làm như vậy để chúng ta hôm nào cũng có thức ăn phong phú ấy, hôm thì cá, hôm thì thịt, hôm thì tôm. Thái như vậy để cho cái xương đứt hết đi, cái xương răng đứt hết đi thì khi chúng ta chiên để ăn nó sẽ không bị hóc xương. Nhìn thịt cá rất là ngon. Thái xong nhé, cái phần nọc xương này thì chúng ta để lại để hôm nào để chúng ta linh cái nước để chúng ta làm canh cá nhé, để ăn với bún nhé. Còn cái phần cá mà thái nọc như này xong ấy thì bây giờ mình sẽ tẩm ướp gia vị để mình chiên, để ướp cá nó không bị tanh ấy. Thì chúng ta sẽ cho nhé, ít tiêu này, ít muối này, và ít bột nghệ thì nó sẽ không bị tanh, và thêm ít hạt nêm cho nó ngọt. Và để cá giòn thì cho thêm ít nước cốt chanh. Và tạo mùi thơm ấy, thì các bạn cho mình thêm ít bột tỏi, bột hành, bột gừng vào. Cả mùi tanh. Và đây nước cốt chanh thì các bạn vắt cho mình. Ở đây 1 cân cá lọc thì chúng ta sẽ cho nước cốt chanh của lửa quả chanh vào, không cần nhiều quá, quả chanh nhỏ thế nhé. Bây giờ mình đeo bao tay vào để chúng ta bóp cá cho nó ngấm, không cho nước mắm vì sợ nó ra nước ấy. Còn nếu mà các bạn mà thích mùi nước mắm thì các bạn chỉ cho một chút xíu ấy. Đấy. Bóp như này nhé, và để cho nó ngấm gia vị khoảng 5 phút. Gia vị thì mỗi thứ cho một ít, khoảng nửa thìa cà phê nhỏ đó, để cho nó không mặn quá mà nó không mùi gia vị nào nhiều quá. Rồi bây giờ các bạn cho mình một ít bột vào nữa. Trước khi cho ít bột vào thì các bạn cho mình một quả trứng vào để cho nó tạo cái độ sền sệt, xong mình cho bột vào. Thì vì làm cá chiên kiểu này ấy thì chúng ta không cần phải cho nhiều bột quá,
Nhưng mà vẫn phải có bột để cho nó giữ được cái độ giòn ấy. Nhìn cá rất ngon luôn. Đó, cho một quả trứng cả lòng trắng lòng đỏ vào, cho vào để tạo thành cái sền sệt, cái hỗn hợp sền sệt. Bây giờ mình sẽ cho bột mì này, bột chiên giòn này, hai loại bột thôi vào để mình đảo cùng. Bạn cứ đổ từ từ bột mì vào, khoảng 30g bột mì với 1 cân cá này. Sau đó mình sẽ cho 50g bột chiên giòn, 50g bột chiên giòn để tạo cái độ giòn cho cá. Đây, bột chiên giòn mình chắc là hẳn 50g nhé, để tạo cái độ giòn. Và bây giờ cá nó sẽ khô, nó sẽ ráo và có một lớp bột mỏng ở trên. Và sau đó chúng ta chỉ sẵn, chúng ta cho cái chảo chúng ta chiên. Chiên xong rồi các bạn cứ cất cái phần cá này để cho nó nguội, cho cất vào ngăn đá tủ lạnh, chia thành các phần riêng. Và chiên sơ đấy, đừng chiên kỹ nhé, để khi lần sau chúng ta chiên thì cá nó không bị khô, không mất nước. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị chảo dầu để mình đi chiên. Mình dùng mỡ lợn hoặc là dầu ăn nhé, để mình chiên. Không cần để dầu sôi đâu, nó chỉ cần 5 tăm thôi. Mình đừng để sôi quá. Đấy, chúng ta cho vào chúng ta chiên. Cho lửa vừa thôi, đừng cho lửa to quá nhé, thì nó sẽ cháy. Làm cá chiên như kiểu này nhá, chúng ta ăn với bún chả, ăn với bún rất là ngon, gọi là bún cá nhỉ. Cái xương, cái phần xương sống của cá chúng ta giữ lại để chúng ta làm nước dùng. Chúng ta ăn bún cá rất là ngon luôn ạ. Đấy là cái cách mà mình hay làm cho gia đình mình ăn để nghỉ dịch, ở nhà mình vẫn có đủ các món ăn. Đây các bạn, cho lửa vừa nhưng đừng nhỏ quá nhé, phải giữ nhiệt, cái nhiệt độ nó hơn 100 độ, khoảng 120 độ, 100, tối đa là 150 độ. Và để cho cá nó cứng thì các bạn hãy bật cá nhé. Khi mà chiên với cái lửa vừa ấy, thì cá chúng ta nó sẽ không bị cháy, nó chín và nó giòn từ từ và cũng không bị đen, không bị cháy quá. Thì để lần sau chúng ta chiên ấy, thì cá nó giữ được cái độ chín vừa phải chứ không bị khô. Đấy, vậy chúng ta chỉ chiên một lần như vậy thôi, lật cái mặt này sang cái mặt sau, nó cứng lên thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng chúng ta vớt cá ra và để cho thật nguội, thì nó sau đó chúng ta mới cất vào ngăn đá tủ lạnh nhé. Và lưu ý là nếu mà lần sau ăn ấy, các bạn có thể là làm nóng bằng nò chiên không dầu, dầu nò nướng, nò vi sóng, hoặc là lại cho lên chảo chiên lại. Gần được rồi đấy, nó cứng lên một chút nữa là được, để khi gắp ra nó không bị lát ấy là được. Cứng như này được rồi nhá,
chúng ta sẽ vớt nó ra. Chúng ta đừng có chiên nó vàng hết, vì vàng hết thì lần sau chúng ta chiên lại nó sẽ bị đen. Thế nên chỉ cần vàng vàng nhẹ như vậy thôi. Đây là mình được một mẻ đấy, đây chiên mẻ xong. Rất là đơn giản. Mà cá như này nhá, mà chiên giòn lên mà nó thơm, nó vàng, nó đẹp mắt như này nhá. Mà lại còn ăn nó không bị khô quá chứ. Cả nhà đều thích ăn luôn ạ. Mà lại ăn lại không còn cái xương nữa ạ. Vì chiên như này rồi mà cá cắt mỏng như này, xương nó cũng nhỏ xíu để ăn nó không bị hóc nữa. Cứ chiên như vậy đến hết nhá. Còn nếu mà muốn ăn luôn thì các bạn chiên vàng thêm một chút nữa cho mình. Mình đã chia sẻ xong được cái phần cá chiên giòn như này. Và bây giờ để thật nguội nhé. Và cái này mình có thể chia tùy theo gia đình chúng ta ăn nhiều hay ít. Ví dụ như nhà mình có 3 người, người 2 bố mẹ và một em bé, thì mình ăn được khoảng 4 bữa, chia làm 4 ra. Và một cân cá chấm này, mua phần đuôi này nó chỉ 60.000 thôi ạ. Nó rất là rẻ, thêm 10.000 gia vị và các thứ nữa là 70.000, mà anh ăn được 4 bữa là rất là tươi và ngon ạ. Bây giờ mình sẽ dừng cái clip này đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.